rồi nhỉ? Đâu, sao nó kè rồi, bỏ cạp rồi, giao xong rồi. Bỏ cạp anh vừa đến lấy. Vừa đến lấy à? Nó kè giao chưa? Kè rồi, giao chưa? Điều hết rồi, nó kè giao chưa? Mổ rồi đúng không? Nhà đấy là lấy để cho bố ăn đấy. Bữa trước anh lấy rồi. Ừ, lấy. Dùng cơm đi. Nhân viên của trang trại Thanh Xuân thì cả nữ cả nam rất nhiều. Các bác tài thường chạy ở các bến thì ít khi xuất hiện, bởi vì thu mua ở bến các bến xe rồi chuyển đi cho bà con ở các tỉnh thì thường thường nhận hàng ở các bến. Thế còn bạn này là chuyên thu mua về dế và những sản phẩm dế mang về đây, và dế đông lạnh. Dế đông lạnh xuất đi thì có một số anh em cao to để chở, bởi vì chở những chuyến hàng này rất là nặng. Còn một khu thu mua về tắc kè và bộ cọp thì gồm có các anh chị em lớn tuổi để làm phân chia và rất phải cẩn thận, cân đo đong đếm rất nhiều thứ. Để chúng tôi còn làm nhiệm vụ xuất khẩu nữa nên là gam lặng từng con một phải chính xác. Lần này là tôi ít khi di chuyển nên là ít quay được các video của khu thu mua về tắc kè dế mèn, thu mua tắc kè bộ cạp cho bà con xem. Để mấy hôm nữa thời tiết nó nắng ấm lên thì tôi di chuyển, và bên này nó nhiều việc quá nên là cũng ít đi. Còn một khu thu mua dế và các kho, bốn kho đông lạnh. Bốn kho đông lạnh bây giờ là khoảng hơn 20 tủ đá rồi, hơn 20 các cái tủ đá công nghiệp to để đựng dế và tắc kè bộ cạp và một số các cái côn trùng nữa, đi chứng kiến nhộng ong rồi một số các côn trùng khác theo mùa vụ. Và một khu sơ chế, một khu sơ chế đóng gói về dế tắc kè bộ cạp. Thì khu sơ chế này thỉnh thoảng cũng là liên quan đến an toàn phẩm thì chúng tôi ít khi giới thiệu lên cho bà con. Như đấy là liên quan đến bên thị trường. Và cái này nó là bí quyết chăn nuôi của trang trại Thanh Xuân. Bí quyết sơ chế, bí quyết đóng gói, và nó rất nhiều liên quan đến việc cung cấp đầu ra nguồn thực phẩm cho người ăn. Nên không phải cái gì chúng tôi cũng giới thiệu lên trên mạng, bà con nhiều các trại học hỏi hết. Nên là chỉ quay sơ sơ, ở trong website có khoảng gần chục video thì bà con tham khảo thôi. Thì bà con vào mục khu sơ chế về cái kẻ bộ cạp dế mèn ở trên website, có các chị em nữ đảm bảo cái khâu đó. Và sau khi thu mua dế cho bà con xong thì bọ cạp, các kè thì sẽ đưa về các cái khu mua đó, và nhân viên sẽ có trách nhiệm để tiếp tục các khâu xử lý tiếp theo. Còn riêng về con dế thì bà con đóng thùng và có các cái vật dụng nên là chúng tôi phải có nhân viên để làm các cái công việc xử lý trước, và sau đó thì mới đến các cái việc ví dụ như là xử lý ruột, xử lý cánh, rồi xử lý về cái gì nhỉ, là khử khuẩn, rồi rất nhiều các công đoạn nữa. Đó là bí quyết sơ chế chúng tôi tiện không phương tiện cung cấp. Khi nào mà bà con đầu tư gói các cái gói sản phẩm lớn để đầu tư chăn nuôi và bán lại sản phẩm đông lạnh số lượng lớn thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho những hộ nuôi hoặc những trang trại nuôi như vậy.
bà con chỉ cần chăn nuôi dế và bán dế sống hoặc dế đông lạnh cho trang trại Anh Xuân. Theo như cam kết là chúng tôi sẵn sàng thu mua với một mức giá cao, ổn định quanh năm không thay đổi. Hôm nay là ngày 18 tháng 1 2019, chuẩn bị còn có 17 ngày nữa, 16-17 ngày nữa là đến Tết rồi. Tết ngày nào trang trại Thanh Xuân đây, hôm nay là từ chúng tôi quay ví dụ những ngày như này để bà con nắm được là tình hình Tết chúng tôi làm đến đâu, công việc của chúng tôi diễn ra hàng ngày. 27 Tết thì chúng tôi ngừng chuyển hàng. 27 Tết thì chúng tôi ngừng chuyển hàng đi các tỉnh bởi vì nhân viên lúc đấy là nghỉ Tết rồi, và mùng 6 Tết chúng tôi bắt đầu làm việc lại. Xin mời bà con gọi điện thoại đến 087 487 0000 để mua hàng. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của chúng tôi.